cái buổi hàng nguyên tại Uni Garden Grill. Hot quá vậy. Ghê không? Cái này là rượu của tin á. Đúng rồi. Lần sau anh mới ghé nhà tôi, giờ tôi mới về anh rảnh ghé lại chị Kiều Uni. Ủa anh hãy lên ghé mua sầu riêng hả? Không có, anh ghé anh tâm sự. Tâm sự lời chim biển hả? Về mấy nước. Đẹp quá ha. Ôi Nga ơi, bà đi ăn Uni thôi đó Nga. Quay qua quay lại luôn hả? Trời, nó ăn Uni mà giống như nó vô nó cua chủ vậy đó. Coi nè, coi nè, thả vai rồi. Chị Thoa, sau này chị không thả bờ vai luôn chị Thoa. Không, bà chị thả cho chồng chị. Chị về nhà, đúng rồi, về nhà mới thả cho chồng. Đầu tiên uống xong là phát điên. Đó, cái con này nó lâu quá nó không diễn, nó rớt miếng. Cả nhà ơi, hôm nay Thúy Nga đến ăn Uni mà Thúy Nga chỉ mặc một cái bờ vai hở thôi chứ không make up mà Leon nó bộ vô tính đi cua ai. Trời ơi, quán này giờ là chị Kiều Diễm chứ đang quản lý mà cua ai, chẳng lẽ cái cua bà Kiều Diễm mà Leon. Trời ơi, đi ăn sushi mà tôi tưởng bà đi động, bà mặc áo họ xả vai nóng rồi bà làm quá. Cái gớm. Ngày hôm nay nóng quá Leon. Với lại em mà tính ra giờ vai bà cũng đầy lắm đó. Không, hồi xưa còn miếng xương đang giờ nó bằng phẳng luôn. Nè, cái... mất mẹ cái xương đây nè, luôn rồi. Nè, gần ngon nè Leon. Ai gần dám có xương nè. Ôi, happy birthday. Ông khoảng happy anniversary. 20 năm. Happy birthday luôn hai đứa nữa. Happy birthday luôn hả? Ôi. 20 năm đó, kỷ niệm 20 năm của hai lì đó. Ủa con bé nó ngủ hả? Ngủ chẳng, không có tiêu. Tại nó bơi nguyên ngày nó ngủ. Nó bơi đâu vậy? Nó bơi ngay khách sạn. Đó hả? Đây cả nhà ơi, hôm nay là gặp lại hai lì với ông xã nè. Khách sạn nào? Tụi em ở khách sạn nào? Con ơi dậy đi, có chị Cát nè con. Chị Cát về Nam rồi. Nó biết luôn hả? Vô đi. Ai bảo gì? Yeah, take a little space. Hello. Lái xe mà dở luôn đôi được. Yeah. Bà lái xe mà bảo bảo được. Chưa có biết xin nha. Rồi xe đi. Hai con. Ăn cột kìa. Cái này không? Cái này không? Giấc này là giấc ngủ của nó đó. Con ơi, công chúa ơi, dậy đi. Trời ơi, ngủ mặt giống chị Cát ha, ngủ là ngủ thôi chứ không. Ê, kiếm cái ghế cho nó nằm đi. Để nó đi. Không, cho nó nằm đi con. Em. Em cho nó nằm đi cưng. Con nằm đi con. Lâu lâu qua gặp. Đi qua lâu lâu đi ăn với ông cầu Leon mà chưa hết ngủ. Này có rủ Vũ Quang Vinh đi ăn mà Vinh nói là Vinh có hẹn với mấy người bạn Việt Nam. Không, anh nghĩ cho anh dậy đi ha, có nằm nghe là em, đó. Có cái gối luôn không? Thôi được rồi. Mày có gối không? Ê, con bé nó ngủ nè. Thôi giờ hay là mình vô cái chỗ kín đáo mình ngồi đi. Trong cái bàn đó. Có cần vô trong đó Leon. Nha. Cái xe như vậy ha, rồi chạy vô đó đã không được rồi. Mà mình tới mình ăn mà mình đâu đi ăn trộm đâu, phải vô kính đáo làm gì, ngồi úp bình đi cơ. Trời ơi, vô kính đáo. Vô kính đáo. Vô chỗ kính đáo. Cái chỗ private mà nó kêu vô kính đáo. Nghe nó muốn nổi da gà với nó luôn. Vô chỗ kính đáo. Đi ăn xíu xịn mặc áo hở vai, ăn hầm áo hở vai xong rồi vô kính đáo. Đi mặc áo thì mặc áo hở vai vô kính đáo, làm như đi động. Em biết là gì anh nghĩ coi phim ngoài ông cái khuyết quán cười đâu bệnh luôn không? Cười bệnh luôn. Especially ổng mà review phim. Kìa đó, có gối cho con kìa. Đây là kỷ niệm 20 năm của hai vợ chồng đó. 20 năm rồi hả? 20 năm sinh nhật luôn nha. Sinh nhật ai? Hai đứa. Hai đứa sinh nhật cùng ngày được 1 tháng đó. Trời là hai đứa sinh nhật luôn hả? Hai đứa sinh nhật cùng ngày được 1 tháng. Sao mới nói để tôi mang trái cây đồ ơ đồ. Dạ, sợ chị đem cho nên mới không nói. Em, lát em lại nhà chị lấy muối tôm cho. Rồi mai em ghé, tại em lấy thêm ít. Dạ. Rồi bây giờ thôi mừng cái này bao nhiêu bó vậy cô? 14 đồng. Rồi cho con lấy bó mừng cho Hailey. Thank you.
Không, đám cưới. Kỷ niệm 20 năm. Forever. Là hai đứa đứng gần nhau. Gì? Cô dâu thích màu gì? Màu hồng hả? Ờ, phải lấy màu hồng. Đứng gần làm gì? Đứng gần để tôi chụp hình nè. Chụp hình kỷ niệm 20 năm nè. Có bông tặng nè. Nè, có bông tặng nè. Để đem trả cho. Thôi được rồi, em đưa yếu rồi để cảm ơn con. Đại đâu biết mà 20 năm mà con ngủ là ngủ luôn. Có giống ông người khác có buồn ngủ là ngủ à. Bất kể luôn. Mi màu sức, mi sò sức. Mi sò, trời ơi, nó nói tiếng Nhật mà thằng nhỏ Nhật đứng mà không biết là sụt ruột cái gì. Không lẽ giờ qua cháu đem mua cho bạn thôi. Ủa, bên này đen, đen thật. Ừ, không, em, không em ơi. Ba người đen. Chụp hình mới được ba người hồng, ba người đen. Ôi, cái gì vậy, thằng nhỏ người Nhật mà chỉ kêu không, cho mỗi đứa tô. Mi sò sức gì đó. Mi màu sức. Miso. Đọc lối quá. Miso sup. Tưởng đi ăn chợ đêm. Sao mới nãy ông nói đi ra chợ đêm. Nãy đi bộ xa chợ đêm chơi. Không, xong này mình đi vẫn còn kịp mà. 10 giờ mới đóng cửa. Xong mình ra chợ đêm. Ồ dạ, bây giờ ra chợ đêm mùa hè mà. Ừ. Rồi đẹp ha. Con bé thì càng ngày càng ốm, còn thằng này thì càng ngày càng tròn. Sao giống anh vậy cưng? Cái mắt em này ok lại chưa? Thấy lại đường chưa? Chưa, còn một bên nhưng nó đâu có làm eyeliner như xưa được đâu. Hồi xưa nhớ em làm eyeliner. Giờ không dễ được nữa luôn. Giờ đâu, nếu mà làm eyeliner phải nhắm bên, dễ bên. Còn thôi em không đeo cái gì đi, em đeo cái gì em dễ bên rồi khỏi mất công, đeo cái bát chứ. Hôm nay bà xăm gì trên tay bà nói vậy? Hả? Bà xăm gì trên tay bà mới Việt vậy? Nam. Ủa? Một năm rồi. Ở mình mà năm, cả năm hơn đâu rồi. Ủa, đâu dở lên coi. Trời ơi, nếu mà không xăm tôi tưởng hai đứa người Thái Lan. Nhờ xăm mới biết nó nói được tiếng Việt. Hồi là đứa xăm Việt Nam, tên chồng vợ xăm, tự nhiên xăm Việt Nam, bộ không xăm đâu biết gì. Khờ quá nghe. Phải nói xăm tên chồng tên vợ là nó đi đó, bà xăm Việt Nam là ở lại, nguyên cả nước sẽ đi sao nổi, cả 90 triệu dân nó đi sao được. Tại cái này giống như là Việt Nam proud vậy đó, Việt Nam proud. Yeah, này là mình là con người Việt Nam. Tôi ở tôi định xăm ngang ngực luôn đó mà tính lúc này lớn vậy? Tuổi nó sệ không có xăm. Cái ngày mà nó già chữ nó sệ xuống chắc cười mình. Lúc đó Việt Nam rộng rãi lắm đó, nó thêm miếng đó. Đó, mang hai cái miếng cấp vô đi con. Ủa, chị tặng em mà. Không, cái này em trả tiền. Này trả tiền, em tặng người ta. Cái này là mít. Cái này là mít tàu súp, mít tàu súp của chị Nga đó. Mi màu súp. Mi màu. Mi màu. Làm giống như con cá vậy nghe, mi màu súp. Bé mà kìa phục. Nãy giờ là anh Leon hâm mà là ăn xong ở lại đây phụ em tới nửa đêm mới về đó. Em coi. Đó, đó có gì tiếp kìa. Anh chỉ cần bú ngủ thôi, không cần tiếp. Ủa cái này nó không có nghêu Leon hả? Đâu em. Cái này là cái loại gì cưng? Cái này là cái loại gì cưng? Cái loại này là miso soup bình thường. Bình thường, còn cái loại, còn cái kia là gì? Kia là clam miso soup. Trời ơi, miso soup. Sao em không nói chị? Không phải, tại cũng thông cảm là chị Thúy Nga tiếng Nhật rất là bình thường. Dạ, do đó miso bình thường là được cưng. Ôi, tôi order là tôi vô đây tôi nó vô nó làm gần gần mà cái quốc hết trơn vậy không? Bà hang món ăn nãy giờ kia món làm. Không có một miếng nghêu nào cả, buồn quá. Chưa lại chị, chưa lại. Tại nó đang lái xe nữa. Được uống rượu không cưng? Không. Sake đó mà, nhẹ hả? Dạ, sake. Dạ, cái này không phải, cái này là gạo thôi. Uống đi để hai đứa về còn biết được, hay biết được mình là người Việt Nam. Sake sao là Việt Nam á? Sake, tại vì chị sake là tiếng Nhật nhưng mà khi Nga nó gọi cái gì trong một ngày này nó khi qua miệng Nga là tiếng tên Việt Nam hết trơn á. Menu là Việt Nam. Là tiếng miền. Anh biết Việt Nam á. Theo chị thấy không? Má cá, nó kêu má cá. Chửi dòng họ của con cá. Má cá. Em cho chị hai cái má con cá. Mỗi lần em coi clip của bà cũng chết. Anh thích nhất là chị nói chuyện birthday. 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 Nói sao nghe bệnh đi. Birthday. Cái em thấy có fan vô viết là nó là chị Nga nên tập nó là chữ birthday đi. Cái em nói là cái đó cái nick của chị. Không, bà nói vậy mà là cái signature của bả.
Người ta birthday bình thường không? Tôi đọc là birthday. Birthday. Rồi mà nó chưa hát đó em, nó hát birthday mà anh tưởng là cáo phó không á. Nó hát birthday mà tưởng nó đứng nó đọc cáo phó không á. Đó nó được yêu cầu hát nha. Ừ. Ông bữa nay tôi lộn rồi đó, em lộn đó chị Thoa. Bữa nay birthday. Chị Thoa hôm nay làm gần xong cái giường. Trên cái xe đó chị mừng quá, chị nói là đi là nguyên nhóm đi xuống biển ăn không? Tôi nói thôi lạnh đấy bà, chị ơi ra đi ăn cho nó lẹ. Ủa? Vậy là tối nay on you. Everything on you. No, on her. No, no, on me. No, it's your anniversary, girl. No, em mời yeah. No, it's your anniversary. No, chị nói chị mời. Yeah, bữa nay birthday của hai đứa là sinh nhật lì anniversary. Ở vậy, bữa nào cũng muốn nói. Mấy, bao nhiêu năm đó? Rồi? 20 năm rồi đó. Hai đứa lấy nhau cũng chịu cũng ôi, lâu ha. Có 18 tuổi. Có đại gia no rồi, đại gia sầu riêng làm gì. 18 tuổi luôn hả? Thằng anh cũng có phước ghê. Chà, anh cũng lấy, em lúc em anh cũng lấy vợ lúc 18 tuổi mà nó không lo cho anh. Nó em dụ nó, em dụ sao em dụ được nó hay vậy? Ngay ngày sinh nhật của hai đứa nó mày có hỏi tao là bạn chị là bạn gái không? Không hỏi mình có waste my time. Wow. Mày rất là lâu. Tội tội nghiệp nhỏ mà dính tới giờ luôn đó. Thế thường wow. Anh hồi đó anh cũng hỏi vậy. You wanna go to bed with me? Cho nó xong luôn tới giờ. Nợ suốt đời. Đó giờ còn cái thằng mắt kiến kìa ra làm luôn đi Leon. Thằng nào? Nhóc mắt kiến đẹp trai đó. Cao to đó. Thì hôm bữa mình quay, hôm bữa đó mình đi ăn với chị Phương Loan là có hai đứa phục vụ mình luôn hả? Nghe không nhớ nghe? Nhớ mà. Quá hậu vô kìa. Cái bông bự hơn cái tiệm luôn nha. Ôi trời đẹp quá. Tụi này đang ở tiệm tên tiệm Nhật nha, nói tiếng Nhật nha, để cho nghe nói tiếng Nhật. Cuni, cho chị, em order cái miso mà có con nghêu cùng ra, không có con nghêu. Vậy hả, nghe nó lặng hả? Mấy đứa nó nói là em order lộn. Nó nói tiếng Nhật, hai nhỏ không có hiểu. Nó lặng quá không? Để chị vô chị bắt nha. Không biết, biết cái nó là em gì, em đâu biết đâu. Không có nghêu, chị bắt được con chân chép nó. Bắt chim đà bạc được không? Nè, em này nó kỷ niệm 20 năm đó. 20 năm của hai đứa. Vui vậy hả? À, em đưa vô đây. 20 năm với sinh nhật luôn. Ừ. Vui vậy. Hình này nè, hình này đó. Cái hình đứa lần đầu tiên. Đâu, 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 đưa coi cái hình đây, cái hình 22. Cái hình 22. Cái hình 22. Cái hình 22. Ôi, đẹp quá ha. Đẹp quá nha. Không, rồi đó, con boy nè, đẹp nè. Con nhỏ này không có đẹp bằng boy. Hồi xưa mà nếu tôi gặp boy trước tôi cũng hỏi y chang rồi đó. Em gì tính không bạo hay gì vậy? Nó biết dụ dỗ. Nó biết dụ dỗ, nó biết dụ trai. Nó rất biết dụ trai nha. Táo bạo nhưng mà thành công. Cái số phận. Không, em táo bạo nhưng mà thành công. Trời ơi, chị Kiều Diễm này chỉ gọn quá kìa. Cái này bà ốm nha. Galis Edama nè. Mẹ anh chê nhỏ quá, phải cần một phần nữa. À, anh Leon cái gu anh ăn cái gì phải bự. Anh nó bự á. Quá trời, quá đó là con. Cái này là cái món này kêu là món anniversary. Yes. Em làm cho anniversary sesame boat. Ủa gì? Sesame anniversary luôn hả? Uh-huh. Just kidding. Tại tôi kêu đúng tên luôn á nha. Là cái gì vậy? So this is called the whole Spanish mackerel. Em nói chậm, em nói tiếng Nhật trời chỉ không có hiểu. Yeah. Em nói chậm để chị tiếp thu nè. Yeah, cái này là red snapper. Red apple phải không? Red snapper. Red snapper. Cái này là mình nhập trực tiếp từ bên Nhật qua. Same thing with Toro. Wow. Salmon, yellowtail belly from the Pacific beach. Bluefin tuna. And this is another part of the spiny mackerel. Wow, chị muốn cái cá không? Không, bên Nhật chị muốn bên Thái về được không? Cá bên Thái không ăn sống chị. Nó chỉ có chiên giòn, sốt Thái, mắm mè thôi. Nó không có nói bên Nhật làm nhưng mình cũng biết bên Nhật xoay 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 lại có đẹp không Leon? Dạ. Ôi đẹp quá. Thôi chụp cho chị, thôi chụp cho mẹ nó tắm. Quá xuất sắc, cái này gọi là anniversary luôn đó. Dạ. Kiểu nó mềm mềm, cá mà cá nướng mà nó mềm. Tỷ này mình có má cá, nãy mình kêu mấy có má cá ta. Em có một má cá thôi à? Hai cái luôn, tôi kêu tới hai cái luôn á. Vậy hả? Một má cá, hai là hai má cá. Hả? Hai đi. Ừ, hai cho Leon một mình anh sức anh mạnh lắm, anh ăn cái gái lận. Anh đang ép cho con bé nó mập một chút. Em đi ăn gì lấy nữa.
là còn thường ngày em ăn buổi chiều á, lúc 2 giờ xong rồi nó không ăn gì nữa. Rồi anh cũng ước gì anh giống như em. Bên của người cái, bên của cái wagyu uni á là sao cũng có wagyu là cái nó có cái uni con nhím biển á. Cái này là trứng cá tầm. Nghe cái gì vậy? Trứng cá tầm. Dạ. Mày biết tầm gì không? Tầm gì? Tầm quốc tế chứ không tầm bậy nào nói. Nói nè để tôi làm cho tôi sắp vô đây rồi. Tôi sắp vô. Cái này là gan ngỗng. À. Nha. Cái này là wagyu. Cái này là uni. Cái này là cái con tầm gì đó. Nhưng mà em nói em nói hả? Em nói cái này là cái gì? Trứng cá tầm. Mà tầm này là tầm quốc tế giống như tầm bậy giống như vậy Thoa nói nha. Đây là con gan ngỗng. Ăn này đi Cương, ăn để có gan với người ta. Nên bỏ vô họng nuốt cái thôi nhưng phải không? Gan ngỗng. Nhai không ta? Nhưng mà có hai cái thì sao đủ 4 người. Trời ơi đây nè Cương. Em mình có cái má cá phải không? Dạ, có. Với có hồi cho tráng cơm kìa. Đang bắt cá hả? Dạ, câu à. Hai đứa thay đồ đi bắt cá kìa. Không có bếp của người bắt riêng anh. Không. Hai con nó mỗi giống nó đẻ một con. Mỗi loại lên. Trời ơi mấy đứa. Sao lúc nói không có, lúc có quá. Đây là má của con cá. Dễ thương ha. Ủa cái gì mà ăn tới 3 cái máng cả luôn vậy Leon? Bé này nè, nãy đứa nào ở cần xuống hốt cá lên mà hốt dữ vậy. Ủa ai ăn mà kêu chi mà tới 3 món như vậy? 2 cái thôi mà. Thôi vậy. Sao ăn mà mặt nó đâm chiều quá, ngon không vậy? Béo quá nó nuốt không vô. Uống miếng thuốc vô. Tôi nhận hồi nó ăn thêm bỏ vô thêm để cho dễ trộn. Uống cốt nữa không? Cơm quá bé. Thì đó nó đang lấy ra nè. Thôi được rồi, ăn đi. Ông nhát nó nhôm mà. Ăn đi chị Thoa. Tôi quên đấy chứ, tôi quên là tôi tưởng là tôi là. Bà mới bớt cơm chứ nhỏ là phải ăn nha. Em ăn hết cá đó đi. Đây nè. Ăn hết rồi còn cái xương cá này giờ mình chôn với gầm giường để mai mốt là lấy ra là cái đầm cho Leon hay tôi bận. Không mang nha, bà đừng có dành. Cái này đó em cứ chôn đại góc đầu đi em. Để vài bữa đám cưới của bà chủ anh lợi anh lấy cái đầm, anh môi lên anh lấy cái đầm màu tím anh mặc. Hay là cái đầm màu xanh lumino rồi này kia ha. Không nói chơi chứ con cá này ăn xong rồi em thấy bây giờ còn cái này mình làm gì bé? Deep fry chiên giòn ha. Deep fry là ngon nhất. Giòn không? Nhưng nát không? Thôi không được. Tại vì bà này ba ăn cái gì bà cũng nhức mà nhức tới nách là hơi nguy hiểm á. Bà ăn cái gì trắng là bà nhức hả em? Ăn cái gì trắng là nhức rồi bởi vậy chị ăn. Chị làm cho đen đen chút đi cưng. Rồi chiên giòn giòn như cưng. Cái này có chiên được và làm giống như kiểu french fry được không cưng? Mì gói được được. Mì gói được không cưng? Được. Cưng còn cái gì nữa cưng? Còn gì để mình ăn chiên? Muốn cái gì chiên cưng em bên em chiên cũng được hết luôn. Hey, chiên em được không em? Con cá còn thì không ai ăn hết trơn vậy. Con cá còn thì Leon. Hai vợ chồng ăn đó. Còn miếng cá chỗ tôi ăn nguyên một mình luôn. Đây còn má cá nè Leon. Quá trời nè. Mình đi về ha. Đi về xong rồi. Ủa gì vậy? Con đã. Bữa làm mấy vòng. Chiên luôn. Bây giờ làm lại vòng nữa đi. Ủa em cái này anh biết. Anh kêu là chôn để mai mốt anh lấy cái đầm anh mặc mà. Ủa rồi cái này giờ sao? Bây giờ ăn đi. Chiên nữa hả? Dạ đúng rồi. Chiên giòn rồi đó. Bà nhìn vậy mà bà chưa thấy cái hình thức chiên nữa hả nghe? Tôi đang rồi. Cái này mình dắt chanh lên là mình cạp. Mình dắt chanh lên là mình cạp. Mình cạp thôi, mình bây cạp chanh, mình 2, cạp 4, 5, 4, 5 đứa cạp sao kia? Nhưng mà giòn không? Giòn. Giòn tan không? Không tin bà ăn thử cây này không giòn cho con bà liền. Ăn thử mới tin. Không, giòn, giòn. Chiên gãy rồi. Em ăn đi em. Mừng 20 năm cưới ăn miếng xương giấy. Em. Nôm, nôm. Thử đi. Ăn cho biết người ta. Cho biết cá. Vậy lên, ăn cho biết cá, biết vàng. Nô. Tính là ngày nó cũng ít ăn á. Ăn theo món Mỹ nhiều. Nghe, ngon lắm. Vậy hả? Phải không? Nhìn cái ăn xương kìa. Anh nghe. Anh nó giòn hết rồi, không còn cái gì. Ngon bạc. Bây giờ là dành nhau ăn xương nè. Ngon bạc. Ừ, giòn tan hả? Ngon á. Chứ nãy giờ thằng bé anh giống như chip vậy đó. Con này nó nói chuyện thiệt. Thằng bé đó nói em đem cho em chiên giòn cho chị nha. Giờ ra nó nói giòn tan à.
Sao đâu rồi. Giòn tan luôn á. Ngon quá, ngon. Ngon. Sao cho bớt ngon chứ ngon quá hả? Ăn y như cá vậy. Ăn như cá. Ăn y như cá. Nói ăn cái này người ta không biết là mình đang ăn cá đâu. Ta nghĩ mình ăn sờ nách á. Ăn gì? Sờ nách. Snack là gì ta? Snack. Snack á hả? Ăn giống như chip từ này kia hả? Trời ơi, Nga nói tiếng Anh mà người Mỹ nó còn rối rồi, đừng nói chị em như chị like thôi đó. Nãy chị thấy nó kêu đồ ăn Nhật mà thằng Nhật đứng trọng trắng luôn, xong rồi rớt hai mắt ra luôn phải không? Hey, thank you guys. Oh, thank you. Good seeing you guys. Oh my god. Cái chồng này chị đãi nha. Nữa hả? Cho chị ăn cái này cái nè, nói nghe nè. Cái mà vui nhất là gì? Cái birthday của ta đang đèn cày cái đẩy qua cái làm tôi nó hơi bị rối. Làm nhỏ không có được thổi đèn cày tối nay về thổi sao. Thôi được rồi, được. Không cho cái bé bé thổi được. No, hai người này. Hai người này birthday luôn á. Birthday luôn hả? Birthday mà vừa. Chung luôn á. Birthday. Mà vừa mà vừa mà vừa tuổi luôn. Rồi khỏi đi chụp cái hình coi. Khỏi đi chụp hình đi. Chị Thoa chụp hình nha. Thôi đi. Chị Thoa khéo tay. 20 năm một thế. Đó, chúc mừng hai vợ chồng nha. Thank you. Con ngủ rồi, tối nay về động phòng thôi. Nghĩa là làm ồn cho nhỏ thức á. Rồi, em ơi. Nhưng mà không được. Không được luôn hả? Nghĩ với ba nôm em chút con đụng. Đó rồi, cái gì cô gái nè, hai đứa. Nhớ em nói cho anh nôm chút con đụng. Sao vậy? Là tại vì nằm ngang em chứ nó bị đau rồi á. Đấy. Là lỏng muốn ôm em cũng cho luôn. Năn nỉ lắm không được luôn. Nó tội em đâu có đi ngốc đâu. Sao mày buông tao được ôm tao qua đây ôm tao nữa. Nhớ lên hồi tối anh nhớ em có chặt nó chút xíu thôi không đụng. Sao vậy? Sao em làm khó vậy? Đúng rồi, tại vì lên cái đầu đụng tới vàng nó đau. Thấy thương vậy. Vàng đau. Thương nha. Giống như mặc quần áo thì vô cũng là đau nhưng mà chịu được. Ủa rồi rằng nhỏ nó sống sao? Thì bởi vì khó chịu nó mà chịu được. Rồi giờ mày làm gì cho nó con bớt dễ chịu em lại? Cho bạn gái. Em nói là cho bạn gái nhưng mà không chịu. Đúng rồi ta. Cho tụi nhỏ quá vậy. Em nói là kiếm bạn gái đi không sao. Làm người ai làm vậy? Leon lên cứu đi Leon. Mày làm mày ôm tao đi nè. Lên. Ôm anh em không bị đau luôn. Đi ra khỏi trời ơi. Trời ơi, nãy sao không sắp nó ngồi đây rồi để mà thôi ngồi đây vậy? Trời ơi, chứ tội nhỏ 8 năm rồi phải không? Dạ, từ lúc mình nó từ lúc có thai tới giờ. Trời ơi, là xong luôn, nhỏ liệt luôn rồi đó. Đâu? Trời ơi, người ta chưa liệt nha. Nó không có liệt. Con Nga này nó ác lắm. Bữa tôi rời nhà nó, tôi đi ngang, tôi nghe tiếng gà gái vẫn còn. Trời ơi, tội nhỏ quá à. Rồi xong sao, nó sống làm sao? Thì đó, khó chịu lắm mà. Trời ơi. Cái nó lại con lưu con. Thì giờ em cũng phải dùng cái gì em giúp nó chứ. Để tội. Dùng tay cũng đau, mày qua tao đi. Anh giúp cho mày 10 vé luôn. Cũng không giúp lắm mà không có sức chị ơi. Không có sức. Bà Nga nhiều khi cũng mệt lắm nghe, hai tay chứ bụng. Trời ơi, nó dân lính Mỹ đó là hay lị. Cái này nè. Nhưng mà em kể đâu có ai tin như vậy. Em kể đâu ai tin đâu. Tôi nói là chẳng còn
không? Không phải nói tới cái này. Nhìn nó mình cảm được chứ đâu phải giỡn đâu. Như chị Nga, chị thấy em thấy mặc đồ hở da vậy cũng không ai đụng hết trơn chứ đụng nó chứ. Chị người ta đụng em á, bồ em đụng chồng, chồng em đụng em đau, còn người ta đụng chị Nga người ta đau. Đúng tội, mỗi người có bằng mỗi nhà, mỗi cây mỗi cảnh mỗi nhà mỗi cái gì đó. Bà ăn sờ nách cá rồi thì hòn còn đầu tôm đuôi cá thì dạ ngay không đó, chị tới giờ ăn kem rồi chị. Ủa vậy là cái cá này bỏ hả? Uống vậy đi. Tại vì nó bị dính kem chỉnh rồi. Nó dính kem có liên quan gì không? Hay vậy? Cái dù của chị, cái cu dài cây dù. Cu dài cây dù. Bữa nào được chữ đó chứ. Cây dù anh. Nó phải lộn mà cu dài cây dù. Sao? Ủa rồi dạo này chồng em nó còn ngồi sưu tầm đồ vui vui nữa không? Dạo này bớt lại. Mà sưu tầm gì đồ vui vui là sưu tầm gì? Trời ơi, nó sưu tầm nó hiệu ba lô. Hát bạc, một đống luôn Leon. Thì có thể tặng gì đó. Em định kêu Vân về hả em? Trời ơi, mày còn có cái đầu cá. Trời mà nó thích hộp Tugo như thiệt á trời. Tức dễ sợ, tức nhỏ luôn. Nó muốn đi ra catwalk. Trời ơi, có cái đầu cá mà nó bưng Tugo luôn. Có nhiều đêm mà nó bưng cái hộp ra bằng á, bưng hộp mũ nữa chứ. Em còn cái đầu với cái đuôi mà. Thôi chị, em lại chị vậy thôi. Má em hồi nhỏ ưa la tụi em, tao cho mẹ ăn cơm trắng cá tươi chứ đâu phải cho mẹ ăn đầu tôm xương cá. Mà cái này là không nên ăn, tại vì vậy mình sẽ bị mất khôn. Ủa mà thân Nhật họ chuyên ăn ngon hết sảy á. Ủa cái muỗng tôi đâu vậy? Đó. Tôi cũng biết nữa đồ mẹ, giờ thế nào ăn cái nấy đi. Xứng đáng rồi hả? Trời ơi, bé này nó lucky mới gặp được này đó. Này cảm ơn Kiều Diễm nè, ăn còn được discount nữa. Nhà dạ, ăn chưa kìa. Ủa, chưa bắt đầy gì con ha? Chưa. Chưa bắt đầy con ha mà chặt luôn. Hồi nãy ông biết mà tưởng á. Đây một người ông mình chào á, phái nữ nè, chị Trời. Ờ, có hay lì đó. Nè, dễ thương quá nè. Ừ. Đưa lúc nào nha. Trong lĩnh Mỹ đó, ngoan lắm. Đó là cái trời sẽ cho mình nhiều cái may mắn hơn khi mình sống thủy chung nha. Ok chị, đang kêu chị. Để mà ngủ luôn hả, là nghiệp vậy đó. Nó bơi. Nghe phone của em hả? Không. Phone chắc phone của chồng hay Ly á. Hay Ly. Em chạy qua nhà chị luôn đi bé. Hay Ly. Em chạy qua nhà chị đi. Ừ. Em chạy qua nhà chị đi. Này bà cao quá hả? Cao, nặng lắm. Nó nặng phải không? Ừ, yeah. Tại nhưng mà nó ngủ như vậy rồi mấy giờ nó dậy nó chơi hả? 2 giờ sáng thức. Thức tới mấy giờ? Thức tới chắc 5 giờ chiều xong ngủ lại. Xong ngủ lại. Yeah. Tới giờ vẫn y chang vậy hả? Yeah, không biết. Sao nó đi học người ta? Yeah. Nghe nói tiệm của Kiều Diễm mới bị trộm vô nữa phải không? Không, nó đập kiến hả? Nó đập kiến nhưng mà nó có lấy gì không? Không. Nhưng mà chắc tại chắc cũng có gì trong đó phải không? Đúng rồi, lấy hết rồi. Rồi. Cả Lam nó có hú lên không? Có cảnh sát rồi đến hả? Nhưng mà chị thấy một chiếc xe mà sẽ để chạy luôn. Thì đang cũng tìm nó luôn, tại vì nó đi ngang qua đó có thể bắn với bi gân á. Thì có camera thì thấy một cái chiếc xe đi ngang qua. Thì đang để dung kỹ là để coi cái bật số xe. Trời ơi, tâm như vậy thôi chứ người ta cũng có làm giúp gì được mình đâu. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi, ok, bye chị. Đây cả nhà ơi, hôm nay là Thúy Nga đã ăn ở tại quán Uni nha cả nhà. Uni của Kiều Diệp nha. Ok, thôi vô xe. Lạnh quá hả? Ủa dạ hoa lạnh gì chị? Quá chứ. Em ăn với muối tôm không hay là thôi? Không mai em ghé tặng. Trời ơi, tụi giờ này nhỏ mới uống 2 ly nước qua tặng gì không tặng muối tôm. Bữa hôm tôi ship cho nó bị mất loạt hàng trái cây đó. Lo, anh có muối tôm tây nên. Nhưng mà lúc chị ship lại lần 2 em nhận được đúng không? Mà tại lúc đó không có muối tôm.
Trời ơi, em thích ăn mặn lắm hả? Đi xuống xe đi. Trời ơi, tưởng gì bắt nhỏ chạy xuống cho hủ muối tôm. Khùng. Nè, bữa hôm ship cho nó loạt cái cây bị mất á, phải ship lại. Nhưng mà chỉ đòn lại cho em hộ. Trời ơi. Dạ, vậy ngày mai đi ha. Ngày mai trước khi xuống gọi anh nha, anh chạy lại đặng nha. Ok, thank you. Ngày mai trước khi chạy xuống thì chị Hai gọi anh. Dạ, yeah, yeah. Thấy nó thương ha. Nhớ vợ, muốn ôm vợ, vợ không cho, ôm Leon cũng được cưng. Trời ơi, tôi là tôi hy sinh luôn đó. Mày muốn gì tao cũng chịu hết trơn á. I afternoon you. Okay. Very day luôn. Ngày nào cũng được. Cái gì? Every day. Every day lộn ven. Every day bà nội. Every day. Every day, night, day and night. I will afternoon you. Okay, Haley, mai gặp nha. Ê, cái xe này là xe Evo lăng. Ừ, mà chị thôi, chị mất mới gì chị cứ đi sau lưng. Giờ tụi em chỉ cần về nhà đi cầu thôi, chứ không cần đi bệnh viện chị. Không, người ta đãi mà ăn mà sắp mặt luôn bây giờ. Đó, trời ơi, đã có đi dò. Trời ơi, tụi em. Mà Evo lăng nó phải né mình luôn. Nó phải né, bà luôn, nó thấy bà nó ngại, nó phải quẹo trước giờ quy định luôn á. Ai gì nó thẳng gì? Nó thẳng về bệnh viện mà thấy chị dữ luôn á. Bệnh viện với Garden Grove nè, mà nó gặp bà xà vô nó mà nó né luôn á. Tụi em chỉ có nhu cầu là nhu cầu vì, đi number 2 thôi à. Tại vì ở trong xe chỉ có hai người. Đó, đó, có xe đen đỏ kìa má. Có ai mà thắng kìa bà không? Chưa có dập vụ nha, chưa dập vụ nha. Trời ơi, có ai thắng như chị không? Không, chị vẫn còn ok. Bà lái xe mà cứ xạ vô ambulance. Ambulance nó trốn bà luôn, sợ quá. Chị đang định kêu mày stop đi để tao cởi hai đứa về. Chị gửi, em nghe chị nó cởi. Stop để tao cởi áo. Nó cho vô nhà thương tiên. Đi ăn vui quá, xúc động quá, 20 năm của hai vợ chồng thấy thương quá. Trời, lúc đó khóc mà làm chị cũng chảy nước mắt luôn. Em cũng ứa nước mắt luôn á. Chị quay phim mà chị cũng ứa nước mắt luôn. Mẹ thấy thường, nó nói là chưa có cái anniversary nào mà ấm cúng thiệt, ấm thiệt, có ai đâu mà không ấm. Bốn người. Ủa? Ủa, ai thèm nó hay không? Ủa? Hôm qua công chúa ơi, công chúa đi ăn mà công chúa ngủ mà. Chị Cát về Việt Nam rồi, con có biết không? Phải ai, phải khác mình nha. Chị Cát đi về Việt Nam rồi. Con có biết không? Biết không? Cát về rồi. Chị Cát về Việt Nam rồi. Dạ con biết. Trời ơi, thấy cưng không? Yeah. Đây, vô đây hay là vô em cái xe em tự bấm được không? Dạ được. Chị đợi em xíu nha chị. Đó. Cô chị có cái gì rồi, lấy cái gì? Cái gì cưng? Chị có cái gì, cái gì? Ok, được rồi. Cái nè. Rồi ông xã em đâu? Lấy đồ rồi, lấy đồ. Vậy hả? Đợi em đợi chị xíu nha. Đó, mất ở đây là đó, nó mắc cỡ. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Vô mua quá trời quá đất luôn. Ủa chị, em hỏi chị, cái xương khớp này đợt trước chị mua chưa? Mua rồi, mua ba set luôn, giờ xuống mua 3 set nữa đó. Ủa mà uống tốt sao mà uống mua quá trời? Thì cũng uống, đang uống, mua cho má chồng uống, rồi mua cho bạn làm neo chung uống nữa. Dạ, nhưng mà hồi uống họ thấy đỡ không chị? Thì thấy đỡ, nhưng mà mình nói là cái thuốc này là mình phải uống duy trì thêm. Đúng rồi, đúng rồi, là phải duy trì. Nếu bây giờ mà hết rồi là chị uống ngày 2 viên thôi nha. Ngày 2 viên thôi. Chứ chị đừng uống nhiều nữa. Nói chung là cái chai thứ nhất mình uống 4 viên, chai thứ 2 4 viên, cái chai thứ 3 là mình uống 2 viên thôi. Đúng rồi, chính xác. Vậy là chị uống đúng liệu trình rồi đó. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, giờ chị rồi. Về San Diego phải không? Về San Diego. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bye. Dạ. Thôi, con chồng ẩm rồi, hôm nay cái chân teo tóp luôn nè. Càng ngày nó càng teo. Bà biết chồng ẩm, đâu có đi dắt được. Ủa vậy hả? Đâu có đi qua được đâu. Ủa, cái sản phẩm xương khớp của chị bán người ta uống hiệu quả không em? Cái chân em có nên uống thử một chút coi nó làm sao ta. Hậu qua em nói là chồng ôm để em đau người đó. Không, da thịt đau. Ủa ngộ vậy? Dạ, da thịt đau, nó ghét. It's a neuropathy. Yeah. Yeah, bệnh neuropathy. Trời ơi trời, thiệt tình luôn. Ok. Da đau. Giờ để chị đi tìm cái hũ cái gì muối cho em nha. Trời ơi, ăn còn. Ôi, sáng cam đỏ quá vậy. Sao hồi tối ngủ quá chị ngủ luôn vậy? Tuyệt ba mẹ mà nó ngủ giống như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Ừ, trời ơi. Hồi tối là ngủ không biết trời chăng mây nước luôn á. Về ngủ tiếp.
Ủa anh Leon, anh đi chơi tennis hay anh đi chơi cầu lông, anh chơi gì mà anh lồng lộn vậy Leon? Trời nóng quá mà. Giờ đi đâu vậy? Where you guys heading? Ôi, đi Hollywood mà giấc này nó trễ rồi đó. 1 giờ mấy rồi? Lâu mà trễ. Nhưng mà cô đi vòng vòng rồi mới chơi check in khách sạn phải không? Không, em ở đây em quay thăm hết lên chợ. Sao coi như là chơi xong rồi về để ngủ đúng không? Về ngủ đúng rồi. Về trễ ngủ trễ luôn. Dạ. Rồi xong rồi ngày mai có xuống lại đây không? Xuống lại đúng không? Thứ ba. Thì em xuống là ngày mai có xoài thái đó. Phải không con? Ủa? Bây giờ em đi mua đồ ăn cho chị hả? Chứ chị đâu có đi được đâu. Đi Hồng Hưng mua gì ta? Xôi gà hay là cơm gà? Cái đùi gà rồi xôi cái gì cháy đi. Cái gì cơm cháy á. Cơm cháy nha. Cái nhà cháy cho nó. Biết. Okay. Chị khách mới mua thùng sầu riêng. Ủa chị muốn mua gì nữa vậy mà chị dừng xe kìa. Chị giờ sao mà phiên ra nha. Đúng rồi, chị dừng xe vì Leon mang ra giùm cho chị, tôi tưởng chị mang đi rồi. Ôi, em đến tiệm ăn là mọi người ăn xong hết rồi. Chỉ còn xương với sẩu thôi. Anh Leon anh nói là Nó hết tô luôn. Nè, anh Leon nói là ảnh đang ăn kiêng, anh không ăn gì mà một cái dĩa anh bự nhất nha quý vị. No, cái này là bún chả Hà Nội nha nghe. Bún chả Hà Nội là bà biết đa số là chỉ có rau không mà không có gì hết trơn. Đây chị đừng có gọi quay người ta một hồi ra dĩa cơm của chị đi ha. Chị không ăn. Cái cơm chiên tôi không ăn được đó, cái gà chiên á. Con không ăn được gì vậy? Ăn gì con? Chút chạy xuống nhà cô không? Bây giờ này mà đi Hollywood gì giờ này nữa bà nội? 3-4 giờ rồi. Giờ qua chơi. Cái gì? À chắc hotel hả? À thôi chạy lên chơi buổi tối cũng được. Nay mặt hơi tròn. Chợ này uống collagen bỏ vô cà phê thì nó ngon cũng chết luôn. Sao được, nó ốm được chút xíu nào không? Uống collagen rồi, nó khỏe lắm Leon. Phải không? Để tôi đưa Leon. Mới vừa ra luôn hàng của Pháp. Chưa có nói chuyện được. Mà chị sẽ đưa cho em uống nha. Nè, đi chờ đợi em thì đỡ đi. Gì vậy? Ủa bà chủ cho hả? Trời ơi, đợi nó mò. Đây là nghe đấy không? Khỏi cần muối tôm của bà ở đây, ta cũng có muối nè. Không, muối. Muối tôm ngon. Có ăn không con? Mọi người đi cái mà con chụp chưa? Con chụp chưa? Xoài thứ hai có mà xoài ngon đúng không? Áo ngon luôn. Rồi đây nè. Đó mọi người ăn ngập mặt rồi giờ mới đến phiên em nha. Trời ơi, nó mình ăn mà nó chửi vậy đó là ăn nổi với nó không? Đây đó mọi người ăn ngập mặt hết rồi, bây giờ tới cái mặt thứ Nga nha quý vị. Trời ơi, đâu phải là mình kêu nó sau cùng là mình ăn rồi mình mới kêu hắn đâu. Mình tới tiệm. Cái lúc mọi người đi luôn. Là giờ không có khách nên là phải ở lại. Thấy tráng sĩ vô mà. Đó. Ôi, tôi cũng ăn không có ít đâu ha. Giờ đi lên khu Hollywood cái pha. Cái này của ai vậy? Cái đó của anh hả anh? Cái này của mình hả? Anh mua ở đâu vậy? Anh order cái quốc phẩm trắng. Mình nói là xe nhỏ đây nè. Có 3 mấy tháng à. Ủa Leon, cái nào mới lấy được chiếc Tết là Leon? Ờ, nó lấy bữa nay mà tôi cancel đến 3 tháng 8 tôi mới lấy nha, chứ lấy bữa nay làm gì? Ủa giờ nó nhanh như vậy đó hả? Ừ. Bye con đi chơi vui bye, nha. Thôi đi chơi. Có chạy ngang tôi chỉ cái đó cho bye con. Chạy ngang chỉ nó cái nhà đi. Ừ, chỉ cho chụp cái hình thôi. Bye nha. Ok, bye. Rồi, có gì đi lên đó chơi vui vẻ rồi thứ ba xuống chị nha. Dạ, dạ. Bye bye cưng. Thôi biết đâu câu chuyện này nó làm cho hai vợ chồng đổi ý về đây ở đi. Chị, em mua hồi Tết là hồi lúc mà Tết mà qua năm thịnh đó em mua tới giờ mới được. Cái gì vậy? Mua gì cho tôi vậy? Nó phải cái New Year's em mở ra cho chị coi. Tại vì chị đâu có tay đâu. Cái vậy. Happy New Year's. Tết rồi. Giờ Tết này Tết. Nhưng mà nó có phim đẹp. Cái này bán khác rồi. Cái đó
cái gì vậy? Trời sorry. Cái gì? Dragon đó, Yellow Dragon. Thank you. Trời dễ thương quá ha. Tụi em đi chơi ví nồ á, cái thấy. Thank you em nhiều. Bây giờ mới lưu bả. Chào kênh của chị nghe. Hồi ngày qua vậy em quên, sorry. Trời đâu cái đâu. Tức là cả nhà em quên chào. Tại vì bận rộn quá. Bye. Sao đâu, bye. Đi chơi vui vẻ nha. Nha, ok, bye cưng, bye cưng. Trời ơi, hôm nay em gặp lại chị chơi cây nổi tiếng của bonsai. Chị Thái Vân. Trời ơi, bữa giờ giới thiệu bả cái bả muốn sập sàn đây luôn. Mua 4 cái quạt để về quạt cây nè quý vị. Ôi giờ điểm này giống như điểm ghiền của em với Lê Anh Vũ. Bả trốn. Chị Yến này chị bán được không? Dạ được, lấy quay. Dạ. Giờ. Chị thấy không khách của em không luôn á, chị thấy khách em không không? Nhiều á. Dạ 20. Vậy 5 đồng. Ôi 20 không cho. Là hai vợ chồng hay lì đâu rồi Leon? Đi về nha. Nó đi về. Ủa cái này thùng rác hả? Đâu. Ủa cái gì vậy? Ủa cái này cái gì vậy? Cái đồ ngâm khang. Ồ vậy hả? Chị cho em đổi 5 cái đèn này nữa nha chị. Em mua về em trữ kho chứ cũng biết làm gì luôn á trời. Sao để cho chị em? Em nhường hết dàn đèn cho chị Thái Vân đấy. Bà không đẹp bóng chịu lên hình cái Leon. Đây nè, thêm cái nữa nè. Cái bà cái này đấy. Cô lấy cái hơi nhường cho cổ đi, cho cổ đi, cô thích thì nhường cho cổ. Thằng Nga này bà dễ thương lắm chứ. Dạ. Thấy cô đi với cô Hương Lam cái gì cô Hương Lam thích cô nhường ráo. Tại vì cô đến đây hàng tuần hả cô Nga? Dạ. Bởi vậy. Đó. Bán cái nghề này không biết có ăn lời nhưng mà thấy nó leo thấy sợ luôn, người tưởng con khỉ không. Rồi bây giờ cho lấy cái đèn đi xuống. Dạ. Sao vậy? Có được gì Leon? Không có được cái gì đâu, đừng có leo trèo. Phải không? Ừ. Ôi, đèn này mà một mình tôi không mà, tôi giới thiệu. Chồng Yến ở đây mình hấp phụ tại vì nó biết cái hành động của nó sẽ đi mua nhà nhà đẹp này. Cô lên trên mạng của bộ cô. Tôi xem cô trang hoàng đã xong bây giờ cô đang rao bán. Thì đó, mà sáng nay khách đông như tôm tươi luôn. Ồ, cái gì mà cái quá trời. Cái này combo này, cái này combo này. Đây, cái này đó, khác. Này. Cái này nó cùng màu luôn này. Đem lên trước đi. Thế thì mang cho. Mang lên trước đi, chỗ đứng dành dành gì. Này, em lấy luôn phải không nha. Dạ, cứ lấy luôn đi chứ cũng chẳng biết làm gì. Đến chỗ nó là bị vậy hoài đó. Cứ tha về mà không biết để làm gì là tôi á. Dạ. Trời, mấy cái chanh này con đi mua Home Good rồi đó, mắc lắm. Mấy chục đồng tắm. Ê, Leon ơi, đừng có suối bà mua cây, bà mua chậu, mua ấy ở đây. Trời, Leon ơi. Rồi, ta mua kệ người ta chứ nha. Đừng có suối bà nữa, bà mua nhiều lắm rồi. Hôm nay em đến tiệm của Yến, em mua đồ. Và em phát hiện ra khách của em không mà quý vị, người ta coi YouTube em ta đến mua thì chị Thái Vân sao chị kể là chị không có cho quay mặt tại chị make up thì sao chị mua sầu riêng nhà em sao chị nói lại đi. Chị mua nguyên một thùng cái là có 5 trái. Em không quay chuyện quay em mà. Nặng cái 5 trái làm sao? Cái nặng nè nó quay tôi nè bà có 5 trái mà một thùng có 5 trái, 2 trái lớn với 3 trái nhỏ mà trái nào cũng ngon lắm. Mũi nó gầy và cơm nhỏ, có hột nhỏ lắm mà. Tí nữa tôi tưởng dở làm tôi tí nữa tôi ngon, xóa clip. Ngon phải không? Sầu riêng rất ngon. Tại vì mới ăn hết để cho ăn xong rồi chắc mà phải mua thêm thùng. Coi tưởng chưa cơm. Đấy. Sầu riêng rất ngon mà chỉ làm mình hồi hộp tưởng sầu riêng dở, tính xóa clip không. À, hôm nay em đến Yến thì là Yến vẫn đông khách như ngày nào và khách của Yến là toàn trên kênh YouTube của em. À, em lần đầu mua có 10 cái đèn thôi thì bây giờ là phát sinh ra là khách đến đây. Vậy là Yến phải free cho nghe. Khách không phi chị ơi. Trời nó không phi chị. Không phi tính tiền nó vẫn tính tiền em. Ủa là cái này trời ơi nó ác với em lắm vậy ơi. Chị Thái Vân là mua thùng sầu riêng ăn khen ngon quá rồi cảm ơn. Ơ Leon ơi mình đi coi nhà cho hơi lì đi Leon. Đi khuyến khích nó mua nhà dọn về đây ở đi cho nó khỏe cho nó bệnh hoài xót xa quá. Tại rồi. Tính thì gấp đôi. Chị. Dòng tộc em nè, Leon nè, em nè, nguyên cái dòng họ em là mỗi người bộ. Em là đánh muốn bay luôn cái hàm răng sứ luôn. Đánh xong rồi mới đợi tính tiền không à. Ê, mà người ta nói cái mới có cái trick mới á nha. Lấy một miếng giấm ngâm nước xong ngâm cái bằng chải 1 phút xong rồi đánh bỏ miếng muối với kem đánh răng đánh sáng răng á.
Nấu răng giả đâu cần đâu, nó sáng tự nhiên. Veneer thì không cần, ta đang nói răng thiệt. Cậu ơi, cái con Nga này thiệt tình đó, cái con quỷ. Tự nhiên ta đang nói răng thiệt. Đánh veneer thì sợ thôi. Trời tốt lắm anh, hai vợ chồng mỗi người cái đi đánh tung nóc luôn á. Nhưng mà cái này là gì, có cái này xong sao rồi đánh? Không, đây nè. Trời đất ơi, nó đây nè anh ơi. Anh ơi, anh nè, anh nè. Cái gì nó không phải có cái cây xong rồi nó có cái... Cái bộ phận của mình vậy, nó phải có cái cây rồi nó có lòng bàn tay rồi đó. Anh mới cầm cái cây anh hỏi cái kia đâu. Đúng rồi, nó đó, nguyên set đó. Em bữa em mới mua nè. Em đánh muốn tung hàm răng giả ra luôn mà. Thôi Yến, cái này bỏ vô đây đúng không? Đúng rồi, đi show rồi đó. Anh có đi show không? Em đi đâu show trời. Thì anh đi đâu đó anh mang theo cũng được. Ví dụ như anh đi chơi với bạn gái anh. Ôi chết mẹ, anh có vợ em lộn. Nghe mình nói toàn hoàng nó đốt nhà không. Cái này một cái nè. Đây nè, nằm trong đây. Sao cô? Ở đây có bánh đồ đi tu nữa hả? Cái này cô mặc ở nhà hả mẹ? Bao nhiêu bộ cô bán nhiêu? 20. Rẻ đấy, mua đi cô, được 20, trời nó lời lóm gì trong cái này. Ôi cô ơi, cô mua giùm nó đi. Bán giùm cho ông thầy ạ? Có chứ, đi chứ. Bây giờ đi coi nè. Không, nhà em là đắt như tôm tươi. Từ ngày hôm qua giờ mấy trăm lượt khách vào xem. Mỹ mễ các kiểu. Ủa sao sao em lại cho nó vào đây? Đóng cửa lại đi. Cứ bảo lấy xuống kìa hả? Mới trong xe này. Đóng lại. Cái tiệm bán đồ mà ăn trộm cứ ra vô tha mỗi thứ món đi hoài. Chắc vài bữa gặp tiệm luôn. Chắc vài bữa trong. Chỉ con rể á. Mở cái này ra xoay một cái vòng. Gắn cái này, tháo cái này ra, gắn cái này lên cho nó chắc xong. Rồi xây lại. Đó. Là nó vậy nè. Ý gì coi, nó dễ lắm luôn. Nhỏ này ra. Rồi tháo luôn cái này luôn. Tháo cái này dây trắng qua dây trắng, dây đen qua dây đen. Xong rồi giặt rồi thấy cái này nè, gắn ốc lên trên cái đó cho nó dính trên đó. Trời, nó phá tiệm nữa kìa. Trời đất. Kêu cảnh sát lại đi, trời nó đập cửa đập bàn. Ê, cái nó làm gì vậy? Cây của chị mà Leon về chưng tượng Phật vô đẹp quá nè. Trời đẹp quá ha. Chị phải chưng tượng Phật Chúa rồi vô vậy nè. Tại mình mấy cái này đó chị chưng. Đẹp quá ha. Làm như thấm nước đổ đẹp nè. Thế là của gì đó? Cây bồ đề của Ấn Độ, bồ đề Ấn Độ. Cho lên đá đi thấy đẹp nha. Nè nè, rồi cái của chị. Cái này là cái của em của bà đó mà chị nói là không có thấy đẹp không? Đẹp. Cái này cây Finquist. Được phải New York đó chị ơi. Trời, vô đây là bán cây, bán phân, bán đồ, bán ú trời. Bán nhà là tôi. Khách lại vào. Khách lại vào phải mở cửa. Dạ chị. Vô mua đồ chị. Mới đi vô đây nè. Chị ạ, cũng gì coi trên channel đó phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị thấy không? Em giới thiệu nó chắc cũng 10.000 khách lại đây rồi. Quá, tiệm chị hôm nay có mở không? Có mở mấy luôn. Mấy giờ đóng cửa? À, 6-7 giờ. Hôm nay vậy tí nữa em ghé em mua dạ, cái dạ, cây. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Thank you, vô ủng hộ tìm Yến nha chị.